Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay em sẽ quay thanh lý cho anh em mấy cây kéo, anh em kéo giải rồi kéo bướm ha. Đó thì anh em xem có xài được thì cứ liên hệ em qua số điện thoại em có ghi dưới phần tiêu đề nha anh em. Đó thì hết trơn cái này em bán với giá là 200.000 nha anh em ha. 6 cây 200.000 ha, quá tuyệt ha. Đó, còn anh em là chuyển khoản đủ thì chuyển cho em là 220.000 ha. Rồi còn bao nhiêu em chịu phí ship tiếp anh em ha, chuyển cho em 220.000. Đó. À, lại gồm 6 cây anh em, kéo bướm nè ha, đó. Ừ, đó ngoại hình nè nha anh em. Một cây kéo bướm. Thanh lý nha mọi người ha, giá này là giá thanh lý nha. Đó, hai cây kéo bướm nha. Ba cây kéo bướm ha, đó ngoại hình nè. Rồi hai ba cái kéo giải nha mọi người, nó bị ngoại hình bán như hình nha, thanh lý 3 cây 6 cây này 200.000 nha anh em. Vậy anh em mình mài lại ha. Đó, chốt đồng hết, cây này nó hơi dít đó, cây này còn mài ra còn mới nè anh em. Đó rồi, 3 cây này em bán giá 6 cây này em bán giá 200.000 anh em. Đó 200, còn anh em là chuyển khoản thì cho em 220.000 nha. Đó, chỉ nhận hàng thanh toán thì mình chịu phí ship. Còn anh em là chuyển khoản thì chuyển cho em 220.000 em. Rồi anh em có gì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha anh em. Rồi em xin kết thúc clip nha mọi người.